Anh nói anh yêu tôi, mà giờ anh bỏ tôi anh đi lấy vợ. Anh hứa anh ở bên tôi, ở bên tôi trọn đời trọn kiếp, mà đủ phản bội đủ tôi. Cô ơi, sao có chuyện gì mà cô xúc động, cô khóc dữ vậy? Không có gì hết. Không có gì sao cô khóc dữ vậy? À nè, tôi có khăn giấy nè, cô dùng đỡ đi. Cảm ơn anh nha. À mà nè, có gì á cô cứ bình tĩnh đi, cô đi về nhà đi. Chứ cô ngồi đây giữa quán xá đông người mà cô khóc như vậy á, không hay đâu. Người ta dị nghị chết á. Chuyện của tôi sao mà anh hiểu được? Thì cô có kể đâu mà tôi hiểu. Có chuyện gì vậy? Người yêu của tôi á, bỏ tôi đi lấy vợ rồi. Thử hỏi coi sao tôi không khóc được. Trời đất ơi, chuyện buồn như vậy. Thôi tôi xin thành thật chia buồn cùng với Gia Quyến nha. Tôi xin thành thật chia buồn cùng với cô nha. Tại vì cô khóc quá, cái tự nhiên cái tôi bị rối á. Tôi thấy con gái khóc tôi xót lắm. Thôi bây giờ vậy nè, nếu cô không ngại, cô cho phép tôi ngồi đây nghe cô khóc, nghe cô tâm sự đi. Mình buồn mình cứ khóc thì mình sẽ vơi bớt trong lòng nghe. Nè, con giấy tôi còn nhiều lắm, cứ khóc cho đã đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều nha. Có gì đâu. Em có lâu không? Có gì đâu lâu, tại hôm nay là ngày đặc biệt á nên anh nôn nóng, anh tới trước 2 tiếng không sao đâu. Ủa? Ê, em ngồi đi, em ngồi đi. Xúc ngồi xúc. Anh kêu nước sẵn cho em luôn hả? Đúng rồi. Đây. Có đúng ý em không? Tất cả mọi ăn uống sinh hoạt gì của em anh đều nắm hết, những sở thích của em như thế nào anh biết nên anh kêu sẵn hết cho em đó. Đúng là hiểu ý người ta nhất. Ủa, là hôm nay có gì mà hẹn em ra đây gấp gáp dữ vậy? Có chứ. Em không nhớ gì hả? Nhớ gì? Hôm nay là ngày kỷ niệm cách đây 3 tháng trước chúng ta gặp nhau, nhớ chưa? Nhắc tiếp nè, ngay tại địa điểm này, ngay tại cái quán này và tại cái bàn này luôn, có cô bé nhỏ nhắn, có anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê, đi ngang qua thấy cô bé ngồi khóc thút thít, anh ta đưa tờ khăn giấy cô bé khóc. Thôi quỷ không, chọc tao hoài à. Mày nhớ tới cũng nhanh thiệt ha. Mới đây mà 3 tháng rồi. Tính ra là nhờ có anh em mới quên được hết chuyện buồn á. Quên chưa? Quên rồi. Nếu mà quên rồi thì hôm nay nhân ngày đặc biệt giữa hai chúng ta quen nhau, anh sẽ có món quà bất ngờ dành tặng cho em. Cái gì mà bất ngờ dữ vậy? Sao vậy trời, tự nhiên đứng máy vậy? Máy mới mua bảo hành mà sao hư hoài vậy? Anh có chuyện gì vậy em? Anh coi giùm em coi sao mà máy em tự nhiên nó đứng mà nó tắt nguồn rồi mở không lên vậy? Bị đứng máy hả? Ủa, sao rồi? Được chưa? Chưa, từ từ. Em đang công việc gấp, em cần máy đó. Em biết rồi, để reset lại. Sao mà lâu quá vậy anh? Từ từ chờ anh xíu. Sao khó dữ ta. Sao đứng máy vậy? Em nói cho anh biết, hồi xưa anh Lâm á, mấy cái máy này nè, anh chỉ cần cầm lên 1 phút 30 giây là anh sửa xong rồi, chứ không phải mò mò như anh đâu. Để anh... Thôi, đem tem ra tiệm em sửa, đỡ phải tốn công. Cái gì vậy? Ôi trời đất ơi, trễ giờ rồi mà sao vậy? Ôi tới giờ đi làm rồi. Anh ơi, anh nè, ủa có gì vậy?
anh coi cái nồi cơm cho em coi trễ giờ rồi mà anh coi nè, nhấn nút rồi ghim điện gì nữa không có được gì hết á. Em đây, 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 đây. Anh vô anh coi gì nè, em coi thì sao vậy, nó bị sao vậy anh? Từ từ để anh coi coi anh bỏ nước đầy đủ chưa. Đủ rồi, anh coi cái phích tắm coi sao. Chờ anh xíu đi. Được không? Chứ, được. Mấy cái này hồi xưa anh rành lắm. Hồi xưa là anh cũng có học bên điện cơ, điện lạnh á. Nhưng mà tại vì anh thích bên ngành vi tính anh mới học thôi chứ. Từ từ. Rồi anh tính bò tới khi nào? Sắp xong rồi nè. Mà em đổ đúng mực nước như vậy. Sao không đúng được? Em nấu cơm cho nó hàng ngày mà. Hồi xưa anh Lâm trong nhà ha, đèn điện nè, máy quạt nè, rồi tủ lạnh, tivi, nói chỉ tới là cơm điện người ta làm, người ta sửa hết á, chứ không phải như anh mà đụng một cái là mò cái điện thoại cũng coi không được. Giờ tới cái nồi cơm điện tới giờ nấu cơm ăn mà cũng không xong nữa, làm sao? Em đừng có quá đáng nghe chưa? Cái gì cũng lâm. Đúng rồi, tôi dở ăn bồ của cô, tôi không biết gì hết. Nó dở sao sao cũng đi lấy nó đi, lấy tôi làm cái gì? Anh đừng có sơ hở là anh nói như vậy nha. Bây giờ anh dở hơn người ta thì anh chịu đi. Nói ra cái tự ai bây giờ mà ôm cái cục tự ái đó suốt cả đời một mình đi. Em cái gì mà em? Hận anh nè. Người ta lấy chồng á là tại vì người ta hận anh đã bỏ người ta đi cưới người khác. Chứ trong thâm tâm á, người ta còn thương anh nhiều lắm, anh có biết không? Mà nay á, anh đã ly dị với vợ rồi thì em cũng sẽ ly dị với chồng để mình được đến bên nhau nha. Anh không ngờ em lại yêu anh nhiều đến vậy á. Vậy thì anh phải hứa là anh không được bỏ rơi người ta nữa. Chứ lúc mà anh đi lấy vợ, người ta buồn, người ta đau khổ dữ lắm, anh có biết không? Em yên tâm đi. Anh hứa là từ giờ anh sẽ chỉ ở bên một mình em thôi, không bao giờ rời xa em nữa. Nếu mà như vậy á thì em cũng sẽ về bỏ chồng để đường đường chính chính ở bên anh ha. Đúng là tuyệt vời. Trời cưng quá. Nè cái cô kia, xích nha. Có biết cô gọi cái ai không? Anh Lâm là chồng của tôi đó. Anh Lâm, cô này tự nhiên đâu ra rồi nói anh là chồng sắp cưới nữa. Em đừng có lo, đây chỉ là mấy cô đi theo đuổi anh thôi à. Chứ còn người yêu của anh là em mà. Cô nghe chưa? Đồ cháo trở. Vậy mà anh nói anh sẽ yêu tôi, anh sẽ ở bên tôi mới ly dị chồng. Đồ lật mặt, đồ cháo trở. Cô nói tôi hứa, vậy có bằng chứng không? Tôi nói lúc nào? Bằng chứng? Còn hỏi bằng chứng nữa hả? Cái ngày hôm đó, ngay tại cái quán này, anh nói là bây giờ anh hứa sẽ bảo vệ tôi mới ly dị chồng tôi theo anh. Bằng chứng gì nữa? Cô ngây thơ quá vậy. Ngay cái chồng cô cũng còn bỏ để đi theo tôi. Thì sau này cô có chắc là cô không bỏ tôi để đi theo một người khác không? Ừ? Tôi bỏ chồng? Tôi bỏ chồng là gì ai? Cái lý do tôi không muốn cưới cô á là cũng là vì cô hay đuổi hình bắt bóng lắm. Lúc nào á cũng đứng núi này trong núi nọ thôi. Cho nên thôi, làm ơn đi về với chồng của cô giùm đi. Đừng có theo đuổi tôi nữa. Anh không được đi. Nè. Lúc trước á, tôi còn nghĩ cô có tiền. Nhưng mà sau khi cô ly dị chồng á, cô đâu có cái gì đâu. Cho nên á, cô hết giá trị với tôi rồi. Đi đi nha, đừng có theo tôi nữa. Mình đi đi em. Đi à? Nè. Đứng lại đó. Không được đi. Trời ơi. Nè. Mình ngu quá. Chụp hình nè, dễ thương quá. Mày gửi cho cô Hoa ha. Dạ. Khỏi gửi cô Hoa, cô Hoa đến rồi nè. Chào cả nhà. Ồ, bé Minh. À, chú Hoàng Tấn. Giỏi quá ta. Bây giờ, còn chú đi ra kia chơi không? Chơi trò máy bay. Vui lắm nha. Đây là... Bé bé nè. Nè, không yêu người ta thì thôi thả người ta đi. Cái gì đâu mà đi đâu cũng lôi theo hết trơn á. Tôi người ngoài tôi thấy tôi còn tội á. Tôi có kéo đâu, tôi qua đây hắn ta đòi đi theo á. Hắn nói nhớ bé Minh. Mà coi coi, ngày rảnh mà không đi tán gái mà đi nói nhớ bé Minh, qua đây thăm bé Minh. Bà nhớ bé Minh không đó? Tôi ghẹo bà thôi. Thì đó, bà công nhận với tôi á là bé Minh rất thích chơi với hắn ta không? Công nhận đúng thiệt. Đó, thì đó,
bà để cho hắn ta chơi với mình đi. Tôi với bà đi mua đồ ăn về chút xíu nấu ăn. Ê, nghi lắm nha. Phải đi mua đồ ăn thôi hay là có gì muốn nói đây? Đi đi rồi nói. Ok ok. Chú anh, chú Hoàng ơi, bé Minh ơi. Chú Hoàng với bé Minh ở nhà chơi xíu, em với Hoàng đi mua ít đồ rồi về. Ừ, được. Đi bà, để tôi vô lấy túi xách. Ừ, ngồi đây chơi nha. Bé Minh thấy chơi chú Hoàng vui không? Dạ vui. Vậy á, bé Minh có thích chú Hoàng làm ba bé Minh thiệt không? Dạ thiệt. Nhưng mà sợ nha. Sợ mẹ Ngọc lại không chịu á. Thì chú Hoàng ngoan, ngoan nghe lời là mẹ Ngọc thương liền à. Phải không? Đúng không á? Có đúng vậy không? Dạ. Hay vậy ta. Vậy để chú Hoàng thử tìm cách ha. Dạ. Yeah. Hi, người tình trong mộng của mình kìa. Tụi mày đâu vậy ta? Ý, chết cha. Sao hai người lại quen nhau ta? Trời ơi, đợi tôi với bà. May ghê á. Điện thoại đây rồi. Hên là cửa hàng người ta giữ lại cho chứ không là mất tiêu rồi. Thôi đi nhanh đi, để mà nhóc nó đợi nữa. Ok. Ồ. Không được rồi. Cái người mà tôi nói bà nghe á, dạo này thể hiện tốt lắm nha. Biết quan tâm nè, lắng nghe, nhường nhịn. Tôi là tôi chịu rồi đó. Nhưng mà làm giá một chút. Vậy hả bà? Tôi chưa có gặp mặt, cũng chưa nói chuyện trực tiếp nữa, nên cũng không biết sao nữa. Bà coi nè, đó. Dân làm ăn mà mặc đồ như nữ sinh vậy nè. Ai mà lừa bà nổi, bà không lừa người ta thôi chứ. Bởi vậy, tôi tin lắm. Nhưng mà cuộc sống mà, ai mà biết trước được chứ ngờ. Mà nói nè, có cẩn thận đến đâu á, mà nếu đóng kịch thì chú sai cũng lộ à. Thôi mấy mình về lẹ đi, thôi mấy mình lại tìm á. Ừ. Hoa. Nói nè, không ấy á, bà cầm đồ này về chuẩn bị trước giúp tôi được không? Ờ. Tôi có việc bận xíu đột xuất, rồi xong tôi về liền nha. Ừ. Về lẹ đó nghe, tôi nấu ăn không có ngon đâu đó. Cảm ơn mẹ, cảm ơn bà nhiều. Trời đất ơi, vụ gì á mà nhắn tin tôi ra gấp dữ vậy? Điên mình hả? Rồi làm gì nhớ ăn trộm vậy cha? Trộm cắp gì ở đây? Anh nhắn tin em ra đây á để anh đưa tiền trợ cấp cho con nè. Bữa giờ anh bận quá cho nên anh quên. Nãy anh có chạy ngang nhà mà thấy nhà đang có khách cho nên là anh ngại. Nói đi, cần tôi giúp gì? Họ biết luôn ta, hay dữ ta. Đúng là vợ chồng hiểu với nhau là tốt á. Thôi 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 thôi, đừng có tự bỡ. Nói đi, có chuyện gì? Chứ nhà tôi còn khách kìa. Thì chuyện liên quan tới khách đó. Em có thể giúp anh tiến đến với Hoa được không? Cái cô bạn của em đó. À, hóa ra anh là cái chàng soái ca ga lăng, nhường nhịn, yêu chiều. Đúng trời rồi. Trời, thôi 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 thôi, làm như tôi chưa hiểu anh vậy đó. Cái anh chồng mà tối ngày đánh đập tôi, tiếp tái mặt mày, ngoại tình, hứa xuống hứa lèo. Thì chuyện đó là quá khứ rồi, cho qua đi. Người ta đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại đâu. Bây giờ cũng phải cho người ta một cơ hội ta làm lại chứ. Đúng không? Tôi mắc mớ gì á mà không cho cơ hội làm lại. Mà làm gì làm chứ đừng lừa người ta vậy chứ. Trời đất ơi, anh lừa hồi nào? Không có lừa. Tin anh một lần đi chứ, sao lúc nào trong tâm trí của em là cũng nghĩ anh là lừa gạt rồi đánh đập vũ phu nọ vậy? Cho anh một cơ hội đi, không lừa. Bây giờ à, để em tin đúng không? Anh viết cam kết đi. Anh sẽ viết cam kết, được chưa? Hứa là không lừa gạt ai hết, tình cảm thật sự. Ok không? Cam kết. Ừ.
tôi có cách về nè. Sao? Giờ anh á, ê, vợ cũ tôi thông minh nghe, cách này được á. Được rồi, bây giờ là em giúp anh sẽ viết cam kết cho em, đưa tờ giấy cam kết cho em giữ, được chưa? Chốt đơn. Ok, thôi vậy đi, tôi về ạ. Chú Hoàng ơi, ở ngoài kia có hồ cá, chú dẫn con ra ngoài kia chơi đi. Vậy chú Hoàng á, coi giúp bé Minh một xíu giùm em nha. Được rồi, mình đi thôi con. Đi ra ngoài đây nè, hồ cá đẹp lắm. Ê bà, có khi nào Hoàng nó thích bà không? Chứ tôi thấy nó quý bé Minh còn hơn là ba nó luôn á. Trời ơi, thôi bà ơi, tôi á không có dám tơ tưởng gì đâu. Bà coi kìa, người ta là trai tân, từng là có chồng có con, à, còn đứng tuổi nữa. Thôi. Cứ chờ đi, tôi là tôi nghi nghi rồi đó. Cứ đi theo tôi hoài mà không phải thích tôi. Ai ngờ là thích ai kia. Sọc đi á. Ơ, anh Trung. Mời anh ngồi. Chào em. Giới thiệu với bồ nghe, đây là anh Trung, kinh doanh bất động sản, chưa có gia đình. À, chào em. Mất tiêu rồi. Thấy là hồi tiêu kia. Thấy cái màu không sao. Hiểu với anh, đây là Ngọc, bạn làm ăn của em và cũng là bạn thân của em. Rất vui được biết em. Dạ, vinh hạnh quá. Chào anh ạ. Anh uống gì? Thôi được rồi, anh cũng xin phép gặp mặt để cho tụi mình biết mặt nhau được rồi. Với lại hồi sáng này anh có họp với họ doanh nhân á, anh cũng có ăn sáng với cà phê rồi. À, với lại hồi nãy anh lúc mà anh vô anh gửi xe á, anh thấy cái bông đẹp quá. Tại màu tím là màu thủy chung á, cho nên là anh muốn gửi tặng em. Em cảm ơn. Khi con có cầu thang đi xuống coi. Đúng như là lời bà nói hen. Trời ơi, không biết trước đây anh sao chứ bây giờ nhìn cũng ổn quá ha. Tướng tá nè, phong thái nè, nhìn rất là phong cách ha. Sói ca, đúng á, là bà có mắt nhiều lắm á. Bà nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà anh Trung cũng ít kể chuyện trước đây cho em nghe. Khi nào anh dắt em về ra mắt gia đình đây? Chắc chắn là mình sẽ về ra mắt gia đình chứ. Điều đó sẽ sớm thôi. Trời, mình với chú Hoàng chơi nãy giờ cũng lâu ha. Không biết sao rồi nữa. Thôi hai người nói chuyện đi. Ra coi mình sao. Em đi làm công việc của em đi. Nước đục quá, không thấy được con cá nào hết. Ngọc nè, anh định là kỷ niệm ngày tụi mình gặp nhau quan trọng á, cho nên là hồi nãy anh cũng có đặt một cái nhà hàng sang trọng để tối nay anh có thể mời em đi ăn tối được không? Tất nhiên rồi, nhưng mà anh có tiền không đó? Trời ơi, thì dễ nữa. Anh không có đủ tiền để mua cái nhà hàng, nhưng anh có dư tiền để dắt em đi ăn nhà hàng mỗi tối. Cho nên cứ yên tâm đi. Đó là cây gì không? Anh coi kìa, trai tăng lại mê gái có con, xem có giống gia đình không chứ. Thì nhìn cũng hạnh phúc em ha. Với lại cũng giống gia đình thiệt á. Người ta hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc vậy. Và anh cũng đang muốn là có một gia đình giữa anh và em đó. Chú Hoàng ở nhà của chú. Chú còn phải đi lo làm việc, kiếm tiền, nuôi gia đình. Đâu có chơi với mình hoài được con. Con có vậy á, mẹ giận con luôn á, biết không? Con chơi chú Hoàng. Ngoài nè, mẹ thương. Chào cả nhà. Ủa, Ê Minh. Chú Hoàng. Tại em đi với lại chị Hoa. Nè, bé Minh, chú có đồ chơi cho con nè. Dạ con cảm ơn.
Giỏi quá. Giờ chú cháu mình ra ngoài sau chơi nha. Đi thôi. Ừ, đi nè, ra ngoài đây chơi nè. Chơi vui nha. Đẹp quá, cho mẹ làm việc ha. Nè, bà coi tôi xử lý người chồng xấu xa của bà nè. Bà cầm cái tờ cam kết này làm bằng chứng sau này lấy tiền nuôi con. Tôi biết á, bà cố tình đánh rơi cái tờ này ở quán cà phê á là để cho tôi biết bộ mặt xấu xa của hắn. Nhưng tôi nghĩ á, tôi cũng cần vạch mặt bộ mặt xấu xa của hắn. Thì ra nghĩa là mày bày trò cái này. Nè, đi làm gì vậy? Giở trò vũ phu hả? Anh mới đúng là người đê tiện á. Tôi dắt anh đến đây để ba mặt một lời. Tôi không có chê người từng kết hôn, nhưng quan trọng sau đó anh biết sửa đổi, hoàn thiện bản thân như thế nào. Những gì đó anh không làm được, anh còn định lừa tôi nữa hả? Anh đi đi, về nhà mà suy ngẫm lại, sống sao cho đàng hoàng. Cút. Cô ra đây để thông báo với cô là tôi quyết định sẽ đón cô về ở cùng với vợ chồng tôi. Vì dù sao á, nó cũng là con của ảnh. Việc đón cô về cùng sẽ tiện cho chúng tôi chăm sóc cho đứa nhỏ. Không ghen sao? Có. Tôi ghen chứ. Ghen? Vậy sao chị còn kêu tôi dọn về ở chung với chồng chị? Vì đứa trẻ là con của ảnh, tôi không thể nào mà cấm cản cái tình cha con này được. Chị tới đây hôm nay, anh có biết không? Không. Tôi đang tạo cho anh một sự bất ngờ. Vậy chị có đảm bảo với tôi là khi tôi dọn về ở chung, chị sẽ lo cho tôi giống như lời chị đã nói không? Tôi cam đoan, tôi hứa với cô. Chị. Mấy nay em thèm sầu riêng quá à. Mà không có được ăn á. Chiều chị có rảnh không? Chị mua giùm em trái sầu riêng bự bự đi. Bầu bì mà ăn sầu riêng nhiều không có tốt. Thôi để ngày mai chị đi chợ, chị kiếm cái trái cây nào mà tốt tốt á, chị mua cho ăn nha. Vi thèm á thì em coi tranh thủ đi mua cho Vi ăn đi. Ông bà ta có câu á, mà mẹ bầu á mà thèm mà không cho ăn á là mới mốt đẻ con là chảy nước miếng xấu lắm đó. Em thèm lắm hả? Em muốn ăn liền không? Anh chạy đi mua cho nha. Dạ. Em thèm lắm á. Mà em nói hoài à. Bữa giờ mà chị không mua cho em. Rồi rồi, bây giờ là anh tranh thủ anh chạy cho anh mua liền ha. Mua cho hai mẹ con ăn ha. Em ở nhà coi cổ nha. Rồi anh chạy về liền. Chị. Hử? Muốn em ngủ rồi. Chị đổi giùm em được không? Bầu bì nặng quá à. Em đi không nổi. Được chứ. Bầu bì thì em cứ ngồi chết một chỗ đó đi. Chị làm cho. Dở chân lên đi. Ê, chết. Em tới giờ cũng sổ rồi. Mà em lỡ ngâm chân rồi. Chị lấy sữa giùm em nha. Được chứ em, mấy này có gì đâu. Có bầu á, cứ ngồi yên chỗ, ngồi một chỗ thôi. Để chị làm cho ha. Cảm ơn chị. Ngồi đó đi nha. Em ăn thêm đi, để có sức là vài bữa nữa Vi sanh nó còn phụ anh chăm sóc Vi nữa nghe. Anh nói gì, em là lúc nào cũng đủ sức hết, yên tâm nha. Mà công nhận á, lúc đầu em đem Vi về nuôi á, trời ơi anh bất ngờ ghê luôn á. Em không nói anh một tiếng nào hết, anh không ngờ mà sự việc xảy ra vậy luôn á. Em tạo bất ngờ như vậy thì anh mới vui chứ. Nhiều khi á anh suy nghĩ á, em là một người vợ rất là tuyệt vời nha. Anh đây có một người phụ nữ ở bên ngoài và lại còn mang bầu nữa, mà em lại không ghen mà em còn đem về chăm sóc phụ anh nữa chứ. Thật sự anh ngưỡng mộ em luôn á. Có gì đâu, cũng là con của anh. Con anh thì cũng như con em vậy đó. Ăn cơm đi. Ừ dạ. Ủa? Sao vậy? Sao vậy? Đau quá à.
như con đạp em á. Nè con, đừng có đạp mẹ nè. Sao con cứ quậy mẹ hoài vậy? Vài bữa nữa ra đây rồi chơi với ba với mẹ chứ gì nữa nghe. Không có quậy mẹ nữa nha, để mẹ ăn cơm nha. Anh bắt đó, em coi đó, mình cũng phải là cố gắng có bầu đi, để sau này còn biết cái cảm giác con nó quậy vui cỡ nào, lúc đó gia đình nó hạnh phúc, biết không? Anh cứ lo xa, chuyện đó là chuyện của trời, chứ mình muốn đâu có phải là được. Kìa. Ủa gì em? Anh ơi, đau quá. Ở đừng giỡn nha. Sao mà sao vậy? Đau quá. Hình như em sắp sinh rồi anh ơi. Ủa thiệt hả? Ê, gọi xem mình đi. Ê, có hổ không? Đi, đừng giỡn nha. Alo. Ủa, mới về hả em? Anh xem cái này đi. Đây là cái gì? Giấy xét nghiệm ADN. Ủa là sao? Thì đứa nhỏ nó không phải là con của anh chứ sao? Sao không phải là con của anh? Lúc đó anh tin tưởng cô ta quá, em không thể nào nói cho anh được. Bây giờ mà nếu mà em nói nó không phải là con của anh thì anh có tin em hay không? Nhưng mà em ơi, thời buổi bây giờ nhiều khi mấy cái giấy này nó cũng là giả gì đâu. Không thể nào là giả được. Nếu mà anh không tin tưởng em, anh có thể đi xét nghiệm thêm một lần nữa. Trong lúc quen anh, cô ta còn cặp kè với rất nhiều người nữa. Anh không tin, em có bằng chứng cho anh xem. Cô bước ai? Nè! Làm gì vậy? Tôi không ngờ từ trước giờ cô lừa dối tôi như vậy. Cô coi đi, cái này là sao? Hả? Lừa gì anh đi? Trời ơi, ba cái giấy tờ này làm giả cũng được mà anh. Anh có tin em, con là con của anh mà. Cô nói là làm giả được đúng không? Tin cô đúng không? Cái này là gì? Cô coi đi. Thì lúc đó em có quen thiệt, nhưng mà sau khi quen anh á, em bỏ hết rồi. Con là con của anh mà, em thề đó. Thôi đi. Chắc chắn. Nếu hai người không tin, tao cũng không định cho hai người xem cái này đâu. Nhưng mà chắc chắn phải đưa rồi. Ủa em, sao anh lại vô sinh được? Anh có nhớ cách đây 3 năm trước không? Lúc mà mình đi khám sức khỏe với nhau, em có bí mật làm xét nghiệm riêng cho anh, nhưng mà em chỉ nói là khám sức khỏe thông thường thôi. Ủa mà lý do nào mà tự nhiên em lại đi xét nghiệm anh làm cái gì? Thì mình lấy nhau nhiều năm rồi mà mình không có con. Nếu vấn đề không phải tại em thì người còn lại chỉ có thể là anh thôi, nên em phải đi xét nghiệm thử. Cô ta đó, cô ta lừa dối anh đó. Anh tỉnh lại đi. Tôi biết rồi. Cô, từ trước tới giờ cô lừa dối tôi. Cô cút khỏi nhà tôi lên. Biết. Biết thì biết. Tất cả là lỗi của anh. Anh biết lỗi rồi. Em bỏ qua cho anh được. Em từng nghĩ tụi mình có thể ở với nhau như vậy cả đời cũng được, có thể không có con cũng được. Em nghĩ như vậy cũng hạnh phúc mà. Nhưng mà tiếc quá, anh thì lại không nghĩ như vậy. Em dạ. Sao vậy anh? Trời, đi đâu mà song song ra bộ không thấy anh ngồi hả? Em có việc gấp quá cho nên là không để ý. Mới sáng sớm đâu gấp gì à? Thì em có tự nhiên mấy cái chị bạn bên yoga mà em hay tập đó à. Mấy chị gọi ra, mấy chị bảo là họp đột xuất cái gì đó gấp lắm, nên là cấm đầu cấm cổ đi, không để ý. Rồi chờ xíu để anh vô thay đồ anh chở đi rồi hai chồng mình đi ăn sáng luôn. Kỳ quá à.
bạn bè mấy chị em yoga người ta toàn gái không, đàn bà gái không, tự nhiên anh lú đầu đàn ông anh vô kỳ. Không được, không được. Ở nhà đi. Ờ vậy thôi tranh thủ đi đi mấy trễ. Em đi nha. Với lại em đi, em muốn cà phê với mấy chị luôn, nên là anh ở nhà anh ăn sáng xong đi làm đi, không cần phải chờ, không cần đợi em nha. Em đi trước nha. Trời ơi cái gì mà gấp dữ thần. Ai đi. Bây giờ anh chờ cưng ở quán cà phê Hoa Lan nha. Có mệt không? Trời ơi. Uống nước đi, uống nước đi. Nay đi tập thể dục về mệt cũng chết rồi. Dạ. Uống đi xong uống đi. Được rồi. Em biết rồi. Ngày mai hẹn nhau chỗ cũ nha. Đừng có để em đợi đó. Nhớ đi cẩn thận. Coi chừng. Anh mới về. Ủa mà em đang nói chuyện thoại với ai mà thấy anh về cúp máy ngang vậy? Trời ơi, em nói chuyện với mấy đứa bạn cũ quá mà. Lâu năm không nói chuyện. Bạn cũ em vào đây nhiều quá ha. Đâu có đâu. Sao nói vậy? Mà anh nói rồi. Làm gì làm. Nhớ chưa đường về được rồi. Nói gì á? Em ở đây mà. Em có đi đâu đâu mà chưa đường về. Cũng sợ chứ. Sợ nhiều khi á, có một cơn gió lạ nó cuốn em đi xa. Sao? Hay giỡn quá à. Bình thường mà. Anh giỡn với vợ của anh chứ anh đâu có giỡn với vợ của người ta đâu mà anh sợ. Đúng không? À Minh à, dạ. Minh nữa. Mai em rảnh không? Em coi tiệm anh bữa đi. Anh có việc chạy đi xíu. Không nói sớm. Bạn cũ em đó. Ngày mai em có hẹn với nó đi ra quán rồi nói chuyện rồi. Cho nên là không có coi quán cho anh được đâu. À, là vậy mai em bận hả? Đúng rồi. Ok, vậy không sao. Thế vậy anh tự sắp xếp. Vậy ha, em nghỉ ngơi à. Dạ. Alo. Tự nhiên lúc nãy đang nghe điện thoại, cái ổng về, làm hết hồn à. Nhớ, ngày mai quán cũ nha. Anh, em mới tới nè. Trời ơi, sao mỗi lần nói chuyện điện thoại với em đều tắt ngang, làm anh lo muốn chết à. Trời ơi, anh biết không, em đang nghe điện thoại với anh á, thì ông chồng em, ổng lù lù xuất hiện. Em giật mình em phải tắt máy ngay. Em sợ ông nghi ngờ. Mình cứ lén lút vậy hoài, lỡ bị phát hiện thì sao? Sao phát hiện được. Ông chồng của em á, từ sáng tới tối ông cắm đầu vô cái cửa hàng, siêng làm dữ lắm. Không có để ý tới đâu. Lo gì. Chăm làm như vậy á mà lại để vợ đi chơi với người khác. Nhưng tính khi nào mới ly dị với vợ đây? Thì cũng phải từ từ chứ. Từ từ là khi nào? Em chán cái cảnh mà lén lút vào quán cà phê như vậy lắm rồi. Với lại thêm chuyện nữa, chồng em mà phát hiện, tôi đợi. Đâu có sao đâu, mình còn gặp được nhau là may mắn lắm rồi. Hay là bây giờ em ly dị với chồng em trước, sau đó anh ly dị với vợ anh sau, rồi tụi mình thành một đôi. Đâu có được. Em ly dị vậy á, làm sao mà có tiền được. Phải để cho nó làm tiền đưa cho em chứ. Anh nói buồn cười. Em thấy anh cũng có tiền mà. Nhưng mà vợ anh á giữ tiền kỹ lắm. Làm sao mà anh lấy được. Hả? Vợ anh? Cặp với chồng em. Em đi với ai vậy? Mà còn khoát tay tình tứ nữa. Thì anh cũng đi cặp kè với ai nè. Em đi về đi. Anh có đàn bà khác thì em đi về với ai? Anh đang cặp kè với cô ta sao? Em cũng đâu có hơn gì tôi. Em đang cặp kè với anh ta thì tôi cũng có quyền thôi. Bây giờ đầy đủ hết đó. Em trả lời đi. Giữa tôi và anh ta em chọn ai? Em và cô ấy. Anh chọn ai? Thì tất nhiên là chọn em rồi. Anh chỉ qua lại với cậu cho vui thôi. Sao anh nói là anh sắp đi vậy với cô ta? Có em ở đây rồi.
thì anh á phải trả lời cho cô ấy nghe đi. Thôi mình đi về nhà rồi nói chuyện sau đi, ở đây đông người lắm. Không, em muốn ba mặt một lời ở đây nè, nói cho cô ấy nghe anh có ly dị với em hay không. Thì làm sao mà anh ly dị với em được, anh chỉ vui chơi với cổ qua đường thôi à. Đồ khốn nạn, anh lừa tình tôi mà rốt cuộc cái đầu anh cũng mọc cái sừng về cái thước kìa. Thôi được rồi, để tôi nói cho hai người nghe nha. Tôi và anh đây á không có hẹn hò cặp kè gì hết á. Chính cái quán này nè, tôi đã biết hai người đang lén lút với nhau, cho nên là chúng tôi ở đây nè, vạch mặt hai người ra đó. Sao anh biết? Cây kim giấu trong bọc thì cũng có ngà lòi ra thôi. Em đã thay đổi hết tất cả tính tình, đi đi về về vội vã lén lút, tôi đã bắt đầu sinh nghi rồi. Thôi mình đi về nhà rồi nói chuyện đi em. Được, chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em à, em. Giờ này mà em còn khóc lóc nữa hả? Bởi em liên tiếc đó lắm hả? Em nghe nói chưa, em đừng có mơ mà nó bỏ vợ để đến với em. Em biết rồi. Mình về đi anh. Ừ, mình về. Về ký đơn ly hôn đó.